Bại Nhật Nguyệt Tầm Châu, bài này trọn bản 24 câu, hơi ai mùi nhịp tư đền dây họ tư. Bài này Hoàng Khang sáng tác vào ngày 20 tháng 5 năm 2013. Bây giờ Hoàng Khang đền để kỷ niệm chơi, cũng như những cái clip đờn trước, tất cả những cái clip đờn của Hoàng Khang đờn gửi trên đây. Hoàng Khang chơi đây là chơi vì đam mê, chứ không có hay dở gì ở đây, mà cũng không có hơn thua gì ở đây. Nếu nói hay dở thì Hoàng Khang chấp nhận cái dở, rất là dở không bằng ai, mà nói hơn thua thì Hoàng Khang chấp nhận cái chữ thua, chứ cũng không có tranh với ai về vấn đề ngón cung bài bản. Hoàng Khang đợt để kỷ niệm thôi. Các bạn nào thích thì xem chơi để giải trí, còn nếu cảm thấy nó quá dở thì xin các bạn hãy lướt qua giùm. Hoàng Khang rất là cảm ơn các bạn. Thank you.